Trong bổn kinh này có nói, Phật vì đại sự nhân duyên mà xuất hiện ra đời. Đại sự gì? Là vấn đề sinh tử của chúng sinh. Phật dạy tất cả chúng sinh giác ngộ, liễu sinh thoát tử. Có người nói, sinh tử ai ai cũng có, sao gọi là đại sự? Không sai, ai ai cũng sinh, ai ai cũng chết. Xong sinh rồi lại chết, chết rồi lại sinh. Cứu kính là gì sao? Trang Tử có nói mấy câu này rất là chí lý. Sinh mạng của tôi thì có hạn, mà sự hiểu biết thì vô hạn. Lấy cái có hạn, học cái vô hạn. Nghĩa là sinh mạng thì có hạn định, có lúc kết thúc, xong sự hiểu biết thì chẳng có bờ mé. Chúng ta dùng sinh mạng có hạn định để học sự hiểu biết vô hạn, đó thì chẳng cách chi truy cứu được. Nhưng ông ta chỉ biết một nửa, chưa biết hết toàn thể. Tại sao nói như thế? Vì ông ta chỉ biết sinh mạng có lúc kết thúc, mà chẳng biết kết thúc rồi sẽ có bắt đầu nữa. Sinh mạng của chúng ta chẳng phải đi rồi thì không trở lại. Nếu bạn biết vấn đề sinh tử như thế nào thì cũng chỉ giải quyết được một nửa. Nếu chẳng biết vấn đề sinh tử như thế nào thì chẳng minh bạch. Do đó, đến cũng hồ đồ, đi cũng hồ đồ. Về vấn đề sinh tử, Tử Lộ từng hỏi Đức Khổng Tử: Thầy, con phải dùng phương pháp gì để cung phụng quỷ thần? Khổng Tử đáp: Chưa biết lo cho người, sao cung phụng được quỷ? Tử Lộ lại hỏi: Dám hỏi về cái chết, con cả gan hỏi về cái chết như thế nào? Chết từ gì của nó như thế nào? Tình hình chết như thế nào? Khổng Tử đáp: Chưa biết sinh làm sao biết chết? Nghĩa là chưa biết sống như thế nào, lại làm sao biết chết? Tức cũng là sinh như thế nào thì chết như thế ấy. Vậy cứu kính sinh như thế nào? Đó là nói đến vấn đề căn bản. Mọi người nên chú ý chỗ này một chút. Sinh tử là một đại sự. Người là do tình dục mà sinh, cho nên cũng do tình dục mà chết. Nếu chẳng có tình dục thì chẳng có sinh, cũng chẳng có chết. Vấn đề sinh tử là do tâm tham dục. Nếu đoạn trừ được tâm tham dục thì cũng biết rõ về sinh tử. Phật là vì muốn chấm dứt vấn đề sinh tử của tất cả chúng sinh mà đến thế giới này. Cho nên vấn đề sinh tử rất là quan trọng. Có câu chuyện về vấn đề sinh tử. Xưa kia có một đại phú ông cưới một cô vợ rất đẹp, sinh được 3 người con. Đại phú ông ngoài tiền bạc ra, ông ta chẳng biết gì hết. Tiền là người bạn tốt nhất trong cuộc đời của ông ta, như cốt dục chí thân. Cho nên ông ta sửa đổi một đoạn Trung Dung của bậc thánh nhân trước tác. Sửa là: Thiên mạng chi dị tiền, xuất tính chi dị tiền, tu đạo chi dị tiền, tiền giả giả, bất khả tu du lìa giả. Tiền thì không phút giây nào xa rời nó. Do đó ông ta đặt tên cho thằng con trai cả tên là Vàng, đứa kế là Bạc. Vì vàng bạc đều có, đứa thứ ba thì đặt tên rất kỳ quái, gọi là Nghiệp Chướng. Khi 3 đứa con của ông ta trưởng thành thì ông ta cũng già nua, lại còn mắc bệnh tê liệt. Mắc phải bệnh này, ông chẳng đi đâu được, suốt ngày nằm trên giường. Nhà tuy giàu có, song chẳng ai hầu hạ ông ta. Vợ đẹp của ông ta cũng xa lìa ông ta. Đứa con thông minh của ông ta cũng chẳng đến thăm ông ta. Ông ta cắn răng muốn chết sớm một chút. Song ông ta lại nghĩ, một mình xuống âm phủ quá cô đơn. Do đó, ông ta thương lượng với bà vợ, nói: Tôi bị bệnh đã lâu, coi bộ chẳng qua khỏi. Bằng chi chết sớm một chút cho yên thân. Bà có thể đi với tôi nhé. Bà vợ đẹp của ông ta đáp: Sao ông lại có thể kêu tôi đi với ông? Chết thì ai cũng không thể thế cho ai. Ông bị bệnh thần kinh chăng? Ông ta thấy vợ chẳng chịu đi theo. Ông ta bèn gọi đứa con trai cả, nói: Vàng, khi con vừa sinh ra thì ta thương con nhất, con có biết chăng? Con trai cả đáp: Đương nhiên con biết rồi. Ông ta lại nói: Bây giờ ta sắp chết, con đi với ta nghe. Con trai cả nghe vậy đáp lại: Ông thật là hồ đồ, tuổi của ông đã lớn là đáng chết, con còn trẻ sao có thể chết được? Nếu như cha thương con thì đừng kêu con chết đi. Do đó đứa con cả chạy đi. Ông ta lại kêu đứa thứ nhì nói: Bạc, hiện ta sắp chết, con đi với ta nghe. Con trai thứ nhì nói: Ông này lộn xộn, muốn chết thì chết, sao lại kêu ta đi theo với ông? Vợ của ông ta và 2 đứa con lớn chẳng chịu đi theo ông ta. Cuối cùng ông ta kêu đứa thứ ba đến, nói: Nghiệp Chướng, con tuổi trẻ nhất, ta cũng thương con nhất,
ta muốn chết, nhưng bỏ con chẳng nặng, con tính làm sao đây? Thằng Út thông minh lanh lợi nói, đừng lo, cha thương con nhất thì con sẽ chết theo cha. Ông ta nghe vậy rất vui mừng, vì chỉ có đứa con Út nghiệp chướng chịu đi với ông ta vào địa ngục. Cho nên ông ta nói, mọi thứ chẳng mang theo được, chỉ có nghiệp theo mình. Tất cả vàng, bạc, châu báu đều mang đi chẳng đặng, chỉ có nghiệp thiện hoặc nghiệp ác mà bạn tạo ra thì mới theo bạn như hình theo bóng. Đảng niệm A-di-đà giảng sinh cực lạc quốc. Tất nhiên là nghiệp theo mình thì phải chuyên tâm niệm Nam-mô A-di-đà Phật thì sẽ được giảng sinh về thế giới cực lạc, sẽ không đọa lạc vào biển khổ sáu nẻo luân hồi. Trong kinh A-di-đà có nói, cõi nước cực lạc dùng vàng làm đất. Vàng làm đất thì nhiều vô số, có thể nói là giàu sang đến cực điểm. Chúng ta sống ở đời phải kịp thời làm thiện, còn chút hơi thở, chút sức lực thì phải làm thiện tích đức. Đừng có chỉ mượn phước đã tích tập trong kiếp trước mà hưởng thụ hết trong đời này. Hoa có nhiều loại khác nhau, có loại hoa dại không có quả. Chỉ có hoa mà chẳng có quả là ví dụ những người buông lung, cứ nói dối, chỉ nói mà không làm, cũng là ví dụ cho ngoại đạo. Vì những bạn môn tả đạo mặt ngoài trông có vẻ rất là thần thánh, họ cũng rất dụng công tu hành, tu đủ thứ sự khổ hạnh, nhưng chẳng kết quả, cuối cùng chẳng thành công. Đó cũng như hoa dại chẳng có quả. Có thứ hoa có rất nhiều quả, đó là ví dụ phàm phu cúng dường cho cha mẹ, sư trưởng, đủ thứ hành vi hiếu thuận. Vì cúng dường cha mẹ cho nên được rất nhiều công. Những công này tương lai cũng sẽ kết rất nhiều quả, hoặc là sinh về cõi trời, hoặc là sinh vào cõi người làm người giàu có. Đó thật là một hoa có nhiều quả. Lại có một hoa kết một quả, đó là biểu thị duyên giác. Duyên giác tu hành diễn ly, tu pháp môn này thì vào trong rừng sâu núi thẳm cũng chỉ đắc được quả vị duyên giác. Lại có trước quả sau hoa, như tu đà hoàng, họ đã chứng quả tu đà hoàng, nhưng về sau họ vẫn cần tiếp tục tu hành. Lại có trước hoa sau quả, đây là biểu thị Bồ Tát thừa. Bồ Tát thì trước phải tu hành, về sau mới đắc được quả vị Bồ Tát. Song những thứ hoa đã nói ở trên không thể ví dụ với diệu pháp được, cũng không thể sánh với diệu pháp. Chỉ có hoa sen mới thật sự có thể ví dụ cho diệu pháp, vì hoa sen là hoa quả cùng lúc, biểu thị tức quyền tức thật. Hoa quả cùng lúc vừa nói ở trên mới biểu thị khai quyền hiển thật. Vừa có hoa lại có quả, quyền là hoa, thật là quả. Xong, duy thật thí quyền, sao lại có hoa? Hoa là vì chấp quả mà có. Khi Phật nói kinh Hoa Nghiêm, A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã, đều vì nói kinh Pháp Hoa, mới nói những kinh điển đó. Pháp được nói ra trước là quyền pháp, pháp phương tiện, chứ chẳng phải là thật pháp. Đến hồi Pháp Hoa mới là thật pháp, thật giáo. Đem quyền giáo triển khai để hiện thị ra nhất thừa Phật Pháp, đó tức là hoa nở sen hiện, cũng gọi là khai quyền hiển thật. Hoa rụng sen thành tức gọi là bỏ quyền lợi thật, xả bỏ quyền pháp, tuyên lưu ra diệu pháp chân thật. Thật giáo thượng thừa tức là viên đốn nhất thừa. Pháp của Phật nói gồm có bổn, tích, gốc, vết tích, hai môn. Bổn môn là gì? Bổn là căn bổn, tích là chết tích. Bổn là gì? Bây giờ đưa ra một ví dụ. Mặt trăng ở trong hư không là bổn, gốc. Mặt trăng trong nước là tích. Gốc chỉ có một, mà tích thì có vô lượng vô biên. Do gốc mà có tích, nhờ có gốc mới hiển thật tích. Khai tích hiện gốc. Tích là tông tích như bóng, có cái bóng hoặc là sự tích. Đó đều là do thật mà thí quyền. Khai quyền hiển thật giống như đạo lý bỏ quyền lợi thật. Ở trong kinh văn nói, 16 vị dương tử phát tâm xuất gia tu đạo là gốc, mà ở trước đó chẳng biết lâu xa bao nhiêu, cho nên 16 vị dương tử xuất gia cũng không kể là gốc. Hiện tại Đức Phật Thích Ca thì hiện thân Phật đến thế giới này vì chúng sinh mà thuyết pháp là tích. Kỳ thật, Phật Thích Ca chẳng phải mới ở thế giới này tu đạo thành Phật, mà trong vô lượng kiếp lâu xa về trước đã thành Phật rồi. Trong kinh Phạm Vọng có nói, ta đến thế giới ta bà này đã 8.000 lần,
thế giới ta bà hiện tại của chúng ta đây là một thế giới ta bà mới, là thế giới ta bà trẻ trung. Còn có thế giới già, bổn lai thế giới đó mới gọi là gốc. Thế giới hiện tại gọi là tích. Nếu dùng Phật Pháp theo sự hiểu biết của chúng ta, thì chẳng cách chi đo lường được, là vô cùng vô tận, vô lượng, vô biên, cho nên gọi là diệu Pháp. Hoa sen là tượng trưng cho diệu Pháp. Diệu Pháp liên qua là ví dụ cho bộ kinh này, là biệt danh của bộ kinh này. Biệt tức là riêng biệt. Tại sao lại riêng biệt? Vì chữ kinh là tên chung. Tất cả kinh đều gọi là kinh, giống như tất cả mọi người đều gọi là người. Song mỗi người còn có tên của họ. Diệu Pháp liên qua là tên riêng, kinh là tên chung. Đây là dùng riêng, chung hai pháp để phán đoán tên của bộ kinh này. Diệu Pháp là diễn nói vô tận. Nếu nói ý nghĩa rộng thì thật không biết nói đến bao giờ mới hết. Dù có nhiều thời gian cũng giảng chẳng xong. Hiện tại đã giải thích sơ lược về tên kinh Diệu Pháp liên qua. Kinh, mọi người hầu như đều biết rành chữ kinh. Song cứu kính có thật hiểu về chữ kinh chăng? Nguồn gốc kinh có năm lối giải thích áo diệu, cho nên gọi là ngũ trùng quyền nghĩa, tức là một thích danh, hai biện thể, ba minh tông, bốn luận dụng, năm phán giáo. Ngoài ra chữ kinh còn có bao hàm nhiều ý nghĩa khác. Kinh nghĩa là con đường, là con đường từ phàm phu đến quả vị Phật, đó là ý nghĩa thứ nhất. Thứ hai gọi là pháp bổn, tức là pháp căn bản, là phương pháp trở về nguồn cội thành Phật. Thứ ba là suối giọt, nghĩa là trao ra không ngừng, hoặc nghĩa là dây mực, tức là một thứ quy củ. Do đó, không dùng quy củ, sao thành vuông tròn, nghĩa là cần có compass thước mới dễ quả độ được. Còn có một ý nghĩa là kết man. Kết là kết lại với nhau, man là tràn qua, nghĩa là sâu kết tất cả các pháp lại với nhau. Cho nên mới nói kinh là quán nhiếp thượng pháp, đem tất cả đạo lý trước sau sâu lại với nhau, khiến cho đừng rời lạc chương tiết. Cũng giống như làm văn, phải có mở đề, thân bài và kết luận. Kinh văn tựa như dùng một sợi chỉ khâu kết ý nghĩa lại. Nhiếp là nhiếp trì tất cả chúng sanh căn cơ quá độ được. Bất cứ bạn thích hợp pháp môn nào thì ở trong kinh đều bao hàm hết thảy. Ví như tham thiền, tĩnh tọa, thuyết pháp, giảng kinh, trì luật hoặc niệm danh hiệu Phật, trì chú, học mật, vân vân. Bất cứ pháp môn nào cũng đều có đủ trong kinh điển. Kinh lại hàm có ý nghĩa là trường, dài. Trường tức là vĩnh viễn không đổi. Từ khi Đức Phật nói, rồi đến kết tập kinh điển, cho đến hiện tại chưa từng biến đổi. Một chữ cũng không thể bớt, cũng không thể thêm. Do đó không tăng không giảm. Tức là ý nghĩa của kinh vẫn hằng thường như vậy. Tu Đà La là tiếng Phạn, dịch là khế kinh. Khế nghĩa là hợp. Trên thì thông với tâm của chư Phật, dưới thì hợp với tâm của chúng sinh. Đều tâm tâm khế hợp, niệm niệm như như. Như trong Kinh Hoa Nghiêm có nói, tâm, Phật, chúng sinh, cả ba chẳng khác nhau. Cho nên kinh là tâm Pháp, là chúng sinh Pháp, tức là Phật Pháp. Ba thứ Pháp này chẳng có sự phân biệt. Đó là hiểu nghĩa kinh hàng đầu trong sự thích danh, giải thích đề kinh. Biện thể là nhận thức bổn thể của kinh này. Vậy bộ kinh này lấy gì làm thể? Bổn kinh này lấy thật tướng làm thể, thật tướng vô tướng, vô sở bất tướng. Tất cả tướng đều từ thật tướng mà sinh ra. Không những các tướng đều do thật tướng sinh ra, mà tất cả chư Phật, tất cả các Bồ Tát, tất cả duyên giác thanh văn cũng đều từ thật tướng quyển sinh ra. Vậy thật tướng do ai tạo? Chẳng do ai tạo, mà bổn lai có đủ. Sao lại có? Gốc thật tướng có trước tất cả chư Phật, Bồ Tát, thanh văn, duyên giác. Cho đến tất cả chúng sinh cũng đều từ bổn kinh sinh ra. Vì chúng ta trải qua thời gian quá lâu, đã quên mất ngôi nhà thật sự của mình, quên mất nguồn gốc mẫu thể. Bây giờ mọi người phát tâm nghe bộ kinh này có thể nói là tìm lối tắt trở về nhà. Đã biết tên và thể của bổn kinh này rồi, vậy lấy gì làm tông? Lấy nhất thừa. Nhân quả thực tế làm tông. Nhất thừa là một bậc thừa, chẳng có thừa nào khác. Người tu học từng phân ra thanh văn thừa, mà bộ kinh này chỉ hướng về một thừa, tức là Phật thừa. Phật thừa chẳng nằm ở trong năm thừa. Thừa này dùng nhân quả chân thật làm tông. Bổn kinh dùng hoa sen làm dụ, nghĩa là tức nhân tức quả, tức quả tức nhân. Hoa sen nở tức là Phật nhân, đồng thời kết thành sen
tức là Phật quả. Cho nên nói, dùng nhất thừa nhân quả làm tông cho bổn kinh này. Đã biết tông của kinh này rồi, bây giờ hãy nghiên cứu về dụng đồ. Dụng đồ của bộ kinh này là muốn chúng ta đoạn trừ nghi hoặc mà xin tính tâm. Ngài Trí Giả Đại Sư đọc tụng kinh Pháp Hoa mà khai ngộ, đắc được Đà La Ni. Do đó sáng lập ra tông Thiên Thai. Chúng ta tuyệt đối đừng xem thường bộ kinh này. Nên biết tất cả chư Phật, chư Bồ Tát, tất cả tổ sư đều từ hoa quả trong bộ kinh này mà sinh ra. Giáo tướng của bộ kinh này là gì? Giáo tướng của kinh này là Đề Hồ. Trong năm thời tám giáo, tướng của kinh Pháp Hoa và kinh Niết Bàn đều thuộc Đề Hồ. Đề Hồ là từ sữa bò, do sữa sinh ra lạc, do lạc sinh ra tô, từ tô sống ra tô chín, từ tô chín ra Đề Hồ. Cho nên Đề Hồ là vị ngon thơm hạng nhất. Đó chỉ là một thí dụ. Mọi người nghe được bộ kinh này thì đồng như nếm được pháp vị diệu nhất, ngon nhất trên hết thảy, vì toàn kinh chữ đều bao hàm diệu nghĩa vô cùng. Phải nhất tâm thọ trì làm chủ thì sẽ đắc được lợi ích vô tận. Bộ kinh này do Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch vào thời Diêu Tần. Diêu Tần là thời kỳ Đông Tấn tại Trung Quốc. Lúc ban đầu do Phù Kiên thống trị, từ Hán Cao Tổ diệt Tần về sau, đến nhà Tấn có những người còn hoài niệm về nhà Tần. Cho nên Phù Kiên, người sau của Tần Thủy Hoàng, tổ chức một bang phái gọi là Tần Bang, lập một nước ở tại Trường An gọi là Phù Tần. Lúc đó Khâm Thiên Giám, nhà Thiên Văn học, thấy ở trên bầu trời Ấn Độ có vì sao trí. Do đó mới nói với Phù Kiên rằng, đương thời ở Tây Dực, Ấn Độ có bậc đại trí huệ, tương lai sẽ đến Trung Quốc, sẽ ủng hộ cho Trung Quốc. Phù Kiên nói, ta biết người này nhất định là Cưu Ma La Thập. Chúng ta hãy đem binh đi bắt ngài đem về. Do đó, phái đại tướng quân Lữ Quang dẫn 7 vạn nhân mã đánh nước Quy Từ Tây Dực, nay là một khu vực nhỏ bên cạnh Tân Cương của Trung Quốc, phải bắt lấy Pháp Sư Cưu Ma La Thập đem về. Khi Lữ Quang chưa đến nước Quy Từ, thì Pháp Sư Cưu Ma La Thập nói với vua nước Quy Từ rằng, hiện nay Trung Quốc xuất binh đánh chúng ta, mục đích chẳng phải tranh đất đai. Ngài nên giảng hòa với Trung Quốc, bất cứ điều kiện gì đều đáp ứng họ. Song vua nước Quy Từ chẳng nghe lời của ngài Cưu Ma La Thập. Khi quân đội của Lữ Quang đến, thì ông ta đốt lửa đánh nhau. Quân đội của Trung Quốc hùng mạnh, đánh thắng nước Quy Từ nhỏ yếu này rất dễ dàng, giết chết vua nước Quy Từ. Bổn lai vua nước Quy Từ rất là hạnh phúc, nhưng tại sao ông ta bị quân đội Trung Quốc giết chết? Vì tiền kiếp nghiệp sát của ông ta quá nặng, cho nên định nghiệp không thể chuyển, không cách chi trốn tránh nghiệp báo xảy đến. Vì được nước Quy Từ rồi, Lữ Quang đem ngài Cưu Ma La Thập về ở tạm tại Tây Lương, thì nghe nói trong nước phát sinh biến cố. Phù Kiên đã bị Diêu Trường giết chết. Diêu Trường lên làm Diêu Tần hoàng đế, vì ông ta họ Diêu, cho nên cải đổi triều đại Phù Tần thành Diêu Tần. Lữ Quang bèn ở tại đất Lương, hai trại tại chỗ Trũng. Ngài Cưu Ma La Thập nói với Lữ Quang rằng, tuyệt đối đừng hạ trại ở chỗ này chủ nguy hiểm lắm. Khi nước lớn xuống thì sẽ gặp chìm hết toàn quân. Lữ Quang nói, ngài là người xuất gia, hiểu biết gì về việc bài binh bố trận. Hạ trại tại chỗ này sao lại bị ngập chìm chết? Ngài đừng lo lắng. Vì anh ta chẳng nghe lời ngài Cưu Ma La Thập, quả nhiên nửa đêm nước lũ từ trên núi tràn xuống, thế nước dữ dội làm chết hết 5-6 ngàn binh lính. Sáng ngày sau, anh ta mới biết ngài Cưu Ma La Thập là người có thần thông. Từ đó anh ta rất khâm phục, rất tin tưởng ngài Cưu Ma La Thập. Vì Lữ Quang nghe nói Diêu Trường đã giết Phù Kiên, do đó anh ta án binh bất động tại Tây Lương. Qua 2 năm, Diêu Trường chết, còn là Diêu Hưng lên kế vị. Diêu Hưng biết trước kia Phù Kiên phái Lữ Quang đi bắt ngài Cưu Ma La Thập về kinh, nhưng Lữ Quang không chịu. Do đó Diêu Hưng phát binh đánh Lữ Quang. Vì lúc đó Lữ Quang qua đời, con là Lữ Long lên thay. Hai bên đánh với nhau, quân đội Lữ Long bị thua. Lúc đó mới thỉnh ngài Cưu Ma La Thập về Trường An làm công tác phiên dịch kinh điển. Công tác phiên dịch kinh điển rất to tát khó khăn. Tại sao Phù Kiên muốn Lữ Quang đi bắt Cưu Ma La Thập đem về? Tại sao Diêu Hưng lại phát binh đi tiếp ngài Cưu Ma La Thập? Vì lúc đó ngài Cưu Ma La Thập đức cao vọng trọng, ai ai cũng đều khâm phục kính ngưỡng ngài. Ngài còn là nhân tài phiên dịch kinh điển hay nhất, cho nên Diêu Hưng bắt ngài đến Trung Quốc để phiên dịch kinh điển. Đó là nguyên nhân ngài Cưu Ma La Thập đến Trung Quốc.
Nhân duyên bản thân của Ngài Kumala Thập cũng rất kỳ diệu. Phụ thân của Ngài là Kumala Jim, là con của thừa tướng một nước ở Trung Ấn Độ. Bổn lai Kumala Jim có thể kế thừa chức thừa tướng, nhưng ông ta không muốn làm quan mà muốn xuất gia tu đạo. Do đó đi các nơi du học, đi khắp các nơi tìm minh sư. Vì phụ thân của ông ta là thừa tướng, cho nên đến đâu thì mọi người đều hoan nghênh. Khi ông ta đến nước Quy Tự, thì không những vua nước Quy Tự ra ngoài xa đón, mà còn mời ông ta dùng yến tiệc ở trong cung. Vua có người em gái tên là Kỳ Bà. Khi thấy Kumala Jim thì không nỡ rời xa. Kỳ Bà rất thông minh, khinh thường đàn ông của nước mình, cho rằng họ đều xấu, chẳng hợp với cô ta. Nhưng lần này thấy Kumala Jim bèn động tâm. Tuy nhiên cô ta chẳng nói với anh của cô ta. Nhưng vua nước Quy Tự cũng là người thông minh. Vua biết em gái mình rất có hảo cảm đối với Kumala Jim, do đó gả Kỳ Bà cho Kumala Jim. Chẳng bao lâu thì Kỳ Bà thọ thai, thì chuyện lạ lùng cũng phát sinh. Kỳ Bà vốn không hiểu ngôn ngữ Ấn Độ, nhưng khi mang thai ngài Kumala Thập thì không những nghe được mà còn nói được tiếng Phạn, còn có tài năng biện tài vô ngại. Đương thời có vị A-la-hán nói với mọi người rằng đứa trẻ ở trong bụng của bà này nhất định chẳng phải tầm thường, là người có đại trí huệ. Trước kia đệ tử của Đức Phật là ngài Xá Lợi Phất ở trong bụng mẹ, thì mẹ của ngài cũng có trí huệ biện tài vô ngại. Đại khái đứa trẻ này cũng như Xá Lợi Phất. Đó là lúc ngài Kumala Thập ở trong bụng mẹ giúp cho mẹ của ngài tăng thêm trí huệ. Mẹ của ngài sinh ra ngài rồi, qua 3 năm sau lại sinh một người con nữa. Từ đó trở đi, mẹ của ngài luôn luôn đến chùa nghe kinh. Vì căn cơ của bà sâu dày, nghe pháp sư thuyết pháp, người ở trên thế gian đều là khổ, không vô thường, vô ngã, thì bà ta phát tâm muốn xuất gia. Nhưng phụ thân của ngài Kumala Thập không cho xuất gia vì tham luyến vợ đẹp, tài sản và địa vị. Không những mình chẳng muốn xuất gia trở lại mà cũng chẳng cho vợ xuất gia. Nhưng Kỳ Bà đã quyết tâm muốn xuất gia. Bà ta phát nguyện nói, nếu không được xuất gia thì tôi sẽ nhịn đói mà chết. Do đó bà ta chẳng ăn uống gì. Ban đầu bà ta không ăn thì Kumala Jim nghĩ chẳng hề gì. Nhưng đến ngày thứ 6 thì thấy sự việc chẳng xong. Nếu không cho bà ta xuất gia thì không nỡ để bà ta chết đói. Cho nên bèn nói với bà ta, tôi cho bà đi xuất gia, nhưng bà trước phải ăn uống đã. Xong bà ta nói, ông đã cho phép tôi xuất gia thì trước phải xuống tóc cho tôi, sau đó tôi mới ăn. Nếu không xuống tóc, đợi tôi ăn xong thì ông không cho tôi xuất gia. Lúc đó biết làm sao? Kumala Jim thấy tình hình như vậy, bất đắc dĩ mới đi thỉnh hòa thượng trụ trì ở chùa gần đó đến xuống tóc cho bà ta. Xuống tóc rồi bà ta mới ăn uống, chính thức bắt đầu đời sống của người xuất gia, học tập Phật Pháp. Học tập Phật Pháp nhất định phải có tâm chân thành, nếu không có tâm thành thì dù học bao lâu cũng chẳng thành tựu. Vì bà ta quá thành tâm, dù chết cũng muốn xuất gia, xem thường sống chết, buông xả tất cả mọi thứ, cho nên đỉnh cực quan thông đạt, linh quan của bà ta hiện thông mà chứng được sơ quả. Kỳ Bà chứng được sơ quả rồi thì dẫn ngài Kumala Thập đến chùa lễ Phật. Ngài Kumala Thập lúc đó là cậu bé chỉ mới 7 tuổi. Khi vào chùa thấy họ lại Phật, ngài cũng lại Phật. Thấy họ thắp hương cũng thắp hương. Lại thấy ở trước bàn Phật có đưa hương thật lớn, nhẹ nhất nặng cũng khoảng hơn 100 lạng. Nhưng ngài chẳng phí chút sức lực, bèn bưng lư hương lớn đó để lên đầu, rồi nghĩ, ta chỉ là cậu bé 7 tuổi, sao lại có thể bưng nổi lư hương lớn nặng như thế này? Trong tâm ngài vừa mới sinh tâm suy lượng phân biệt, thì cảm thấy lư hương đó nặng như ngàn cân, chẳng chịu nổi được nữa, bèn buông lư hương rớt xuống đất. Do đó, ngài Kumala Thập ngộ được tất cả trên thế gian đều do tâm tạo. Trước khi ngài chưa sinh tâm suy lượng phân biệt, thì lư hương nặng mà chẳng cảm thấy nặng. Nhưng khi sinh tâm phân biệt rồi thì không nặng cũng nặng trở lại. Ngài ngộ được tất cả do tâm tạo. Sau đó, ngài theo mẹ đi xuất gia. Lại bàn đồ Bồ Đạt Đa làm thầy, tu học theo tiểu thừa. Mỗi lần đọc tụng 1000 bài kệ, mỗi bài kệ có 36 chữ. Cho nên mỗi ngày học 3 vạn 6000 chữ. Số mục này gấp hơn 30 lần chú Lăng Nghiêm. Ngài mới 7 tuổi mà mỗi ngày học 3 vạn 6000 chữ. Sự thông minh trí huệ này chẳng phải người thường có thể sánh được. Vì ngài học nhanh như thế, chẳng bao lâu thì học hết toàn bộ kinh điển tiểu thừa.
Không những như thế mà Ngài còn học pháp thế gian như y dược, chiêm tinh, bói quẻ, vân vân. Học hết pháp tiểu thừa và học vấn thế gian rồi, Ngài đến Ấn Độ học pháp đại thừa. Khi học pháp tiểu thừa thì Ngài cảm thấy kinh điển tiểu thừa rất vi diệu. Về sau học pháp đại thừa mới biết pháp đại thừa là diệu trong diệu, không thể nghĩ bàn. Ngài rất thông minh, lại siêng tu. Do đó sở học kinh điển và học vấn vừa nhiều vừa nhanh chóng. Đó là giai đoạn Ngài Kumala Thập học Phật Pháp. Khi Ngài học kinh điển đại thừa viên mãn rồi, Ngài trở về nước Quy Từ Hoằng Pháp, giáo hóa chúng sinh. Vì Ngài khác lạ hơn người, cho nên mọi người đều biết đó là một vị Pháp Sư lỗi lạc. Đương thời có vị luận sư cho rằng, trên thế gian này chẳng có ai biện luận thắng được ông ta. Một ngày nọ, ông ta thách thức ra thông cáo nói, nếu bất cứ người nào biện luận thắng ta, thì ta sẽ cắt cái đầu của ta xuống để tạ ơn người đó. Lúc đó, Ngài Kumala Thập đi ngang qua đó, nghe luận sư nói như thế, thì hỏi ông ta hai vấn đề. Song vị luận sư này bí lối, nói chẳng ra lời. Đáng lẽ ông ta phải chém đầu để đa tạ, nhưng lúc đó xả chẳng đặng chém đầu. Do đó, lại Ngài Kumala Thập làm thầy, học tập Phật Pháp. Không lâu, Ngài Kumala Thập trở về nước cậu của Ngài, nước Quy Từ. Cậu của Ngài rất cung kính Ngài, dùng vàng tạo tòa sư tử, thỉnh Ngài Kumala Thập đăng đàn giảng kinh thuyết pháp. Nhưng lúc đó, Ngài Kumala Thập có ý định chuẩn bị đi độ thầy tiểu thừa của Ngài, Bàn Đà Đồ Đạt Đa. Vì có rất nhiều người tín ngưỡng thầy tiểu thừa của Ngài, nếu độ được ông ta, thì cũng có thể độ được rất nhiều người đến học pháp đại thừa. Cho nên cậu của Ngài, vì Ngài tạo tòa sư tử bằng vàng, mà Ngài có ý định muốn ra đi, đến độ thầy của Ngài. Do đó, cậu của Ngài định sẽ khởi ấn tượng chẳng tốt đối với Ngài. Định sẽ nghĩ thế này, Ngài là cháu ngoại tộc, chẳng có chút tình cảm nào, ta rất cung kính đối với Ngài. Còn vì Ngài tạo tòa bằng vàng mà cuối cùng chẳng giữ Ngài lại được. Nhưng vừa đúng lúc đó, Ngài Bàn Đà Bồ Đạt Đa đến nước Quy Từ, cho nên Ngài Kumala Thập và vua đều đi ra ngoài xa đón trước. Vua hỏi Ngài Bàn Đà Bồ Đạt Đa rằng, tại sao xa xôi mà Ngài đến nước của ta? Ngài Bàn Đà Bồ Đạt Đa nói, thứ nhất, tôi nghe nói vua rất tin Phật Pháp, cung kính Tam Bảo, cho nên tôi đến để gặp bệ hạ. Thứ hai, tôi nghe nói Kumala Thập, Pháp Sư bây giờ Pháp Duyên Thịnh Đại, cho nên tôi đến thăm. Do đó, vua thỉnh Ngài Bàn Đà Bồ Đạt Đa vào cung ở với Ngài Kumala Thập. Ngài Kumala Thập thấy thầy của Ngài đã đến, bèn vì ông ta giảng Kinh Đức Nữ Sở Vấn, Đức Nữ Sở Vấn Đại Thừa Phật Giáo Đạo Lý. Giảng xong thì thầy của Ngài nói, ông cảm thấy giáo lý Đại Thừa có chỗ nào cao siêu, có chỗ nào đặc biệt. Ông bỏ tiểu thừa mà học Đại Thừa, giáo lý Đại Thừa là nói về không. Không tức là gì cũng chẳng có, ông học nó có ích gì. Không, vốn là không, sao ông lại đi học? Ngài Kumala Thập nói, trong cái không lại có cái có. Trong chân không mới có diệu hữu, trong diệu hữu tức cũng là chân không. Pháp Đại Thừa mới là pháp cứu kính triệt để, chẳng giống như tiểu thừa, có quá nhiều danh tướng, quá câu thúc, chẳng đắc được giải thoát. Sư phụ của Ngài đáp, bây giờ ta đưa ví dụ ra để bác đạo lý của ông nói. Ví như có người cuồng nhờ một người thợ dệt để dệt cho y. Dệt xong một tấm lụa mịn vô cùng đưa cho người cuồng xem. Nhưng người cuồng còn chê là thô, nói, dệt chưa được khéo lắm. Lúc đó người thợ dệt gạt người cuồng nói, anh nói tấm này thô, bất quá bây giờ tôi còn có một tấm lụa mịn đẹp ở trong hư không. Thợ dệt lấy tay chỉ vào hư không, kêu người cuồng xem. Người cuồng nhìn chẳng thấy, bèn nói, chẳng có. Trong hư không chẳng có tơ lụa gì hết. Người thợ dệt đáp, tấm lụa đó ở trong hư không, mịn tinh vi lắm. Dù tôi là thợ dệt, cũng nhìn chẳng thấy. Huống gì anh chẳng phải là thợ dệt, thì làm sao nhìn thấy được. Người cuồng nghe nói, cho rằng rất có lý. Do đó, thưởng cho người thợ dệt một số vàng. Vậy sao, rất nhiều thợ dệt cũng như thế, đến gặp người cuồng, nói, sự danh lụa của tôi ở trong hư không rất tinh vi, mình nhuyễn vô cùng, chẳng có ai có thể sánh được. Người cuồng nghe nói thì cũng cho họ rất nhiều tiền. Pháp Đại Thừa mà ông nói tức là không. Trong không mới có diệu hữu mà nhìn chẳng thấy, giống như ví dụ vừa rồi. Ngài Kumala Thập nói chẳng phải. Do đó là vì thầy của Ngài giảng rất nhiều diệu pháp Đại Thừa và biện luận hơn một tháng mới thuyết phục được thầy tiểu thừa của Ngài. Lúc đó, Ngài Bàn Đà Bồ Đạt Đa
hiểu đạo lý chân không diệu hữu của Đại Thừa rồi, nói với Ngài Kumala Thập, bây giờ ta phải lạy ông làm thầy. Ngài Kumala Thập nói, đó thì không được. Trước kia tôi lại thầy làm thầy, bây giờ sao thầy lại lại tôi làm thầy? Ngài Bàn Đà Bồ Đạt Đa nói, tôi là thầy tiểu thừa của ông là thầy đại thừa của tôi, ai đấy đều có thầy của thừa đó. Đó chẳng có gì quan hệ. Ông ta nói như thế, thì Ngài Kumala Thập thu thầy của Ngài làm đệ tử. Từ câu chuyện Ngài Bàn Đà Bồ Đạt Đa trở lại lại đệ tử làm thầy, chúng ta có thể biết người xưa chẳng có ngã tướng, cái ta, mà là lấy đạo làm thầy. Chỉ cần đạo đức của bạn cao hơn tôi, thì tôi lại bạn làm thầy mà chẳng có quan niệm về ngã tướng, tướng ta. Khi Ngài Kumala Thập ở nước Quy Từ, thì có một lần thời tiết hạn hán không mưa. Lúc đó Ngài Hiển Thần Thông cầu mưa. Ngài bày pháp đàn rồi, tiên đoán nội trong 3 ngày chắc chắn sẽ có mưa. Quả nhiên đến ngày thứ 3 thì mưa xuống. Cho nên phần đông nhân dân càng thêm cung kính tín ngưỡng Ngài Kumala Thập. Từ đó có nhiều vị quốc vương thỉnh mời Ngài Kumala Thập đăng đàn giảng kinh thuyết pháp. Dùng thân làm tòa ngồi, tức là ông vua dùng thân thể của mình làm tòa để cho Ngài Kumala Thập ngồi lên giảng kinh thuyết pháp. Đó là biểu thị sự cung kính, sùng bái nhất đối với Phật Pháp. Ngài Kumala Thập đi khắp nơi xứ Ấn Độ giảng kinh thuyết pháp, hoằng dương Phật Pháp, giáo hóa chúng sinh. Lúc thiếu thời, Ngài theo mẹ đi các nơi tham phương thì gặp một vị La Hán. Vị La Hán này nói với mẹ của Ngài, bà phải bảo hộ chú Tiểu Sa Di này. Chú Tiểu Sa Di này chẳng phải người thường. Nếu chú Tiểu này đến 30 tuổi mà không phá giới, chuyên cần giữ gìn giới luật, thì sẽ giáo hóa độ được rất nhiều người, như tổ thứ tư Ưu Ba Cúc Đa. Ngài Kumala Thập rất tin lời của vị La Hán nói với mẹ của Ngài. Mẹ của Ngài chứng đến tam quả A-la-hán rồi, quan sát, biết được tương lai nhân duyên con của mình, cho nên nói với Ngài, tương lai con sẽ độ chúng sinh ở Đông Độ, Trung Quốc, nhưng đối với thân con bất lợi vô cùng. Ngài Kumala Thập nói, chỉ cần con lưu truyền hoằng dương Phật Pháp đến Đông Độ, thì bất cứ gian nan khốn khổ cách mấy, con cũng phải thực hành. Vì Bồ Tát phát tâm không vì mình, chỉ vì chúng sinh. Đó là lúc Ngài Kumala Thập đã phát đại bồ đề tâm, muốn hoằng dương Phật Pháp đến Trung Quốc. Bây giờ nói về tình hình khi Lữ Quang bắt Ngài Kumala Thập đưa về Tây Lương. Lúc đó, Lữ Quang có một cận thần tên là Trương Tri bị bệnh nặng. Có một vị Bà La Môn gạt, nói y có thể trị lành bệnh cho Trương Tri. Nhưng Ngài Kumala Thập biết người này lường gạt, bèn nói với Lữ Quang rằng, dù ông bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không thể trị lành bệnh cho Trương Tri. Tôi có thể chứng minh cho ông xem. Bây giờ tôi đốt sợi chỉ ngũ sắc thành tro, sau đó bỏ vào trong nước. Nếu tro biến trở lại chỉ ngũ sắc, thì bệnh của Trương Tri không thể chữa khỏi. Còn nếu tro trong nước vẫn là tro, thì Trương Tri sẽ hết bệnh. Khi thử xem, thì tro chưa vào trong nước đã biến trở lại thành chỉ ngũ sắc. Không lâu quả nhiên Trương Tri qua đời, mà Lữ Quang cũng tốn một số vàng vẫn chẳng ít gì. Đó là cảnh giới thần thông của Ngài Kumala Thập, chẳng phải một số phàm phu dò biết được. Sau khi Lữ Quang qua đời, con là Lữ Toản lên thay thế. Khi Lữ Toản đương triều năm thứ 2, thì có con heo 3 đầu sinh ra, và còn có người thấy một con rồng từ phương đông thăng lên, cuộn tròn chiếm cứ ở trước cung điện, cho đến tối mới ẩn mất. Lữ Toản cho rằng đó là điềm tốt, cho nên đặt tên cho hoàng cung là Bàn Long, rồng cuộn tròn. Lại có người nhìn thấy một con rồng đen ở ngoài cửa thành ngự phòng. Lữ Toản lại đem tên Cửu Cung Áp đổi lại là Thăng Long Áp. Nhưng Ngài Kumala Thập nói với Lữ Toản rằng, những con rồng này thị hiện là điềm xấu vô cùng. Những thứ rồng này xuất hiện thì cho biết trong nước sẽ có tai nạn. Nếu lập tức tu bồi công đức thì sẽ hóa giải tai hại. Nhưng Lữ Toản quyết chí đương đầu chẳng biết sợ gì cả. Một ngày nọ, Lữ Toản đánh cờ với Ngài Kumala Thập. Lữ Toản ăn con cờ, con chốt của Ngài và nói, tôi chém đầu hồ nô. Ngài Kumala Thập ăn con ngựa và nói, anh không thể chém đầu hồ nô, mà hồ nô sẽ chém đầu nhà ngươi. Ngài Kumala Thập nói lời đó là để cảnh tỉnh Lữ Toản, nhưng anh ta thủy chung chẳng ngộ. Lữ Quang có người em tên là Lữ Bảo, có con tên là Lữ Siêu, lúc nhỏ tên là hồ nô. Lữ Siêu lúc đó đang âm mưu muốn ám sát Lữ Toản.
Chẳng bao lâu Lữ Siêu quả nhiên giết chết Lữ Toản, lập anh là Lữ Long lên làm hoàng đế. Lúc đó mới có người biết sự tiên đoán của ngài Kumala Thập là đúng. Lữ Long lên ngôi tại Kinh Châu rồi, Diêu Hưng phát binh đến đánh, rước ngài Kumala Thập trở về Trung Quốc. Ngài Kumala Thập đến được Trường An thì được tôn làm quốc sư. Ngài đứng đầu về trung tâm phiên dịch kinh, gồm hơn 800 vị tăng và các vị học giả. Ngài dịch được hơn 300 quyển kinh. Chúng ta có thể chứng minh kinh của ngài dịch rất chính xác vô cùng. Khi ngài Kumala Thập sắp viên tịch, ngài yêu cầu Trà Tỳ, Quả Thiêu và nói: "Trong cuộc đời của tôi đã dịch rất nhiều kinh điển, nhưng chính tôi cũng không biết trong lời kinh có chính xác hay không. Nếu chính xác thì khi thiêu thân của tôi, lưỡi không bị cháy, còn nếu sai lầm thì lưỡi cũng cháy luôn." Quả nhiên thiêu xong thì thân thể cháy thành tro, duy chỉ cái lưỡi vẫn an nhiên như sống, không hủy hoại. Vào đời Đường, ngài Đào Tuyên luật sư giữ giới trong sạch, được cảm ứng chư thiên thường đem cơm cúng dường. Có một lần ngài hỏi chư thiên: "Tại sao người đời thích đọc kinh điển do ngài Kumala Thập dịch?" Chư thiên đáp: "Ngài Kumala Thập đời đời được phát nguyện, mỗi khi Phật xuất hiện ra đời, ngài đều lãnh trách nhiệm phiên dịch kinh điển. Bảy vị Phật trong quá khứ cho đến hiện tại, kinh điển đều do ngài phiên dịch ra, rất tuyệt đối chính xác." Ngài Kumala Thập tinh thông Tam Tạng, kinh, luật, luận, cho nên xưng là Tam Tạng Pháp Sư Kumala Thập. Kumala Thập là tiếng Phạn, dịch là đồng thọ. Ngài tuy là đồng tử nhưng có đủ phong độ của bậc trưởng giả về đức hạnh, trí huệ và phẩm học, cho nên Diêu Tần Tam Tạng Pháp Sư Kumala Thập, tức là